Hello, annyeonghaseyo, mình tên là Bunny và trong các clip makeup của ngày hôm nay thì Bunny sẽ dạy cho các bạn cách làm makeup giống nữ diễn viên nữ mang tên là Gu Jun Hee trong vai Min Hari trong bộ phim She Was Pretty. Và xin các bạn hãy thông cảm giùm cho Bunny bởi vì Bunny không có tóc giả nào mà ngắn giống như là Min Hari và đây là cái tóc giả ngắn nhất mà Bunny có. Và trong cái clip của ngày hôm nay thì Bunny sẽ xài nhiều makeup của hiệu Mimi Box hơn bởi vì Bunny vừa mới nhận lời làm Mimi Box Ambassador của họ. Và lý do tại sao dạo này Bunny ít làm clip makeup là tại vì Bunny vừa mới mua hai em thú cưng và hai em thú cưng đó là hamster, cho nên hai em đó làm cho Bunny rất là bận rộn. Nhưng mà Bunny sẽ bắt đầu cái video này nha. Xin chào một lần nữa. Ok, trước tiên hết á, khoan, chờ Bunny tí, để Bunny sửa cái này là một tí là nó không được. Ok, trước tiên hết thì Bunny sẽ dùng kem dưỡng son dưỡng môi chứ không phải kem dưỡng môi để mà dưỡng môi lên cái môi của Bunny trước để cho môi của Bunny nó không có bị khô. Sau đó cái bước tiếp theo thì Bunny sẽ dùng BB Cushion của hiệu IOP. Và hiện giờ em này là cái em mà Bunny rất là thích. Và Bunny sẽ dùng cái em này để mà đánh lên cái khuôn mặt của Bunny trước. Và lý do mà Bunny thích cái em BB Cushion này đó là tại vì khi mà đánh lên khuôn mặt của Bunny, nó làm cho khuôn mặt của Bunny rất là mịn và nhìn rất là tự nhiên và nó rất là mỏng nữa. Cho nên đó là lý do tại sao Bunny rất thích. Sau đó thì Bunny sẽ dùng kem che khuyết điểm để mà che đi những khuyết điểm và những cái quầng thâm lên cái khuôn mặt của Bunny. Và bây giờ thì Bunny sẽ dùng cái bộ phấn của hiệu Too Cool for School và Bunny sẽ phủ một lớp mỏng lên cái khuôn mặt của Bunny. Và bây giờ thì Bunny sẽ dùng cái cây bút kẻ lông mày màu xám để mà kẻ lên cái lông mày của Bunny. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang những bước của cái con mắt. Và bước đầu tiên của con mắt thì Bunny sẽ dùng kem lót mắt để mà lót lên cái con mắt của Bunny trước. Và các bạn hãy nhớ luôn nhớ rằng trước khi mà đánh eyeshadow lên thì các bạn hãy dùng kem lót mắt. Làm như vậy thì đây sẽ là một cái mẹo để tránh cho cái eyeshadow của các bạn nó không có bị lem. Ok, và cái màu đầu tiên mà Bunny sẽ xài sẽ được nằm trong cái palette của hiệu Mimi Box và nó được mang tên là Pony Shine Easy Glam High. Và cái màu đầu tiên mà Bunny sẽ xài sẽ được mang tên là Shine Rose và Bunny sẽ dùng cái màu Shine Rose đó để mà đánh lên hết cái khuôn mắt của Bunny trước. Màu thứ hai mà Bunny sẽ dùng sẽ là một màu được mang tên là Glam Chico và Bunny sẽ dùng cái màu đó để mà đánh ở bên phía ngoài cái hốc mắt của Bunny và Bunny sẽ đánh nó theo giống như là cái hình chữ V, sau đó Bunny sẽ tán nó ra cho nó nhìn đẹp và đều hơn. Ok, tiếp theo thì Bunny sẽ dùng cái eyeliner màu đen cũng là của hiệu Mimi Box luôn. Và Bunny thích cái eyeliner này tại vì nó là hai đầu, một đầu là đầu cọ, đầu thứ hai là cái eyeliner. Cái cọ thì Bunny có thể dùng để mà tán nó ra. Cho nên đó lý do tại sao Bunny rất là thích cái em eyeliner này. Và Bunny sẽ dùng em này để mà kẻ viền mắt lên cái viền mắt của Bunny thôi. Sau đó Bunny sẽ dùng cái đầu kia, nghĩa là cái đầu cọ đó để mà tán nó ra. Thank you.
theo thì Tiffany sẽ dùng eyeliner dạng bút lông để mà kẻ lên cái eyeliner hồi nãy của Tiffany, và Tiffany sẽ làm cho cái đuôi nó nhọn và dài ra hơn một chút. Và giờ này Tiffany sẽ đổi style một chút đẹp, và Tiffany sẽ xài cái bút lông để mà kẻ lông mày, bởi vì Tiffany cảm thấy rằng á, khi mà kẻ lên trên cái mi nối của Tiffany thì nó sẽ dễ hơn. Rồi Benny sẽ dùng lại cái cây bút kẻ mắt bằng chì hồi nãy màu đen á, để mà kẻ ở dưới cái viền mắt của Benny, cái viền nước á, waterline á. Yeah. Ok, khi mà trở lại cái hộp mắt Pony Shine Glam 2 đó, thì Benny sẽ dùng cái màu Glam Mocha, và Benny sẽ dùng cái màu nâu đó để mà đánh lên cái viền mắt màu đen hồi nãy, và Benny sẽ tán nó ra một tí xíu. Và đây sẽ là cái mẹo để mà làm cho cái eyeliner của chúng ta ở dưới mắt nước ở dưới á, nó không có bị lem. Và cái màu mắt cuối cùng mà Benny sẽ xài sẽ được mang tên là Shine Dew, và Benny sẽ dùng cái màu đó để mà highlight lên cái trán xương và cái góc mắt của Benny. Và bởi vì Benny đã đối mi cho nên Benny sẽ không có chước mascara hoặc là gắn lông mi giả lên cái con mắt của Benny, nhưng mà các bạn có thể làm nếu mà các bạn thích. Và khi mà Benny trở về những bước của khuôn mặt á, thì Benny sẽ dùng cái bronzer để mà đánh sống mũi và contour cái khuôn mặt của Benny cho nó hớp và ốm vào. Bởi vì dạo này Benny ăn hơi bị nhiều á, cho nên cái khuôn mặt của Benny nó hơi bự như là cái bánh ú vậy đó. Bước tiếp theo của cái khuôn mặt thì Benny sẽ dùng phấn highlight để mà highlight lên cái khuôn mặt của Benny, cho khuôn mặt của Benny nó nhìn óng ánh và nói chung là đẹp đọt đó mỏ. Và sau đó nữa thì Benny sẽ đánh má hồng lên cái má của Benny. Yay, vui quá. Và đây là cái bước cuối cùng rồi. Và cái bước cuối cùng này thì Benny sẽ dùng cái cây son cũng là của hiệu Mimi Box luôn, và nó là màu đỏ, và Benny sẽ dùng nó để mà đánh lên cái môi của Benny thôi. Và sau đó cái này nó không được lâu quá vậy. Và sau đó cái clip makeup này đã xong, và các bạn hãy nhớ làm 3 điều giùm cho Benny. Và 3 điều đó thì Benny hy vọng các bạn sẽ bấm 3 nút like, share và subscribe giùm cho Benny nha. Và hãy nhớ comment ở dưới nữa, và những gì mà các bạn cần biết thì Benny sẽ để nó ở dưới cái description box. Và yeah, Benny phải đi đây. Và Benny xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.